Xin mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Ngày hôm nay Vương đang lạc lõng trong một cái khu rừng này cô chú anh chị. Thì Vương được biết bà con chia sẻ cho Vương một cái hoàn cảnh trong một cái vùng núi này cô chú anh chị. Thì cái đoạn đường này thì xe nó vẫn chạy vô được nha, nhưng mà xe của Vương á thì chạy không có được, tại vì đá này không nói không á cô chú anh chị. Thì Vương phải đành là lội bộ vào, và có một đứa bé dẫn Vương đi này, dẫn chú lên trên đó đi con. Thì một cái hoàn cảnh này á là một đôi vợ chồng trẻ sống ẩn danh trên một cái đỉnh núi này. Thì Vương biết được là người chồng á thì rất là khờ khạo và cũng không biết được tiếng Kinh cũng dẹt bao nhiêu. Và khó là một điều á là chị á là người lao động chính của cô chú anh chị. Hồi ôi mình nghe nói là rất là tội nghiệp luôn cô chú anh chị. Thì hàng ngày thì Vương chỉ biết được là một điều, hai vợ chồng chỉ ăn những cái lá đu đủ và những cái món rau rừng này kia nọ thôi cô chú anh chị. Đi là một đoạn là cũng thấy khá là mệt rồi cô chú anh chị. Ở trên vai của bé trai á thì vác những cái gia vị để cho bà con cô bác ăn cô chú anh chị. Còn trên vai của Vương đây này cô chú anh chị, thì Vương quét một mớ gạo để cho hai vợ chồng để có một miếng ăn qua ngày nha cô chú anh chị nha. Thì Vương cũng mời cô chú anh chị hãy đồng hành hết cái video của Vương để biết cái thực hư cái câu chuyện vì sao hai vợ chồng trẻ không sống dưới đồng bằng mà lại sống ở trên một đồi núi cao như gì đó của chú anh chị. Đường thì toàn là dốc đá không. Nếu mà xe của Vương mà chạy vô đây á là có thể là đụng lốc và bể lốc máy luôn của chú anh chị. Tại vì cái lúc trước á thì Vương cũng ráng cố gắng chạy vô á, cũng bị chiếc xe của Vương nó đã bị hư á, thì Vương cũng sợ một lần. Và nhiều khi Vương chạy vô đây mà nó hư lần nữa là mình không biết là nói sao luôn. Ở đây là có một cái con suối bị khô này cô chú anh chị. Ôi ơi, còn tới chưa con? Đang tới rồi. Ủa, phải chị đây không? Phải hả? Dạ em chào chị. Ôi ơi, wow, mệt đó, cho em để xuống đây cái. Wow. Chị đi đâu đây? Dạ đi làm. Đi làm hả? Dạ. Ôi ôi, cho em gắn cái mic này nói chuyện tí xíu nha. Dạ. Là bây giờ là mình bắt đầu đi làm hả chị? Dạ. Rồi mình đi bộ tới chỗ làm luôn hả? Dạ đi bộ luôn. Trời ơi, mình đi làm gì vậy chị? Làm phụ với quán ở dưới kia. À phụ quán hả? Dạ. Là chị phụ cái bán quán. Bán quán đâu, dọn dẹp à. À dọn dẹp thôi. À. Thì em nghe nói là cái cuộc sống của chị ở trên này là hai vợ chồng của chị thôi đúng không? Dạ đâu có ba đứa con. Dạ với lại ba đứa con nữa. Dạ. Là bây giờ thì từ đây mà tới cái chỗ làm của chị á xa không chị? Dạ xa. Xa hả? Trước dưới làng kia luôn. Ôi ôi. Dạ. Suốt làng luôn rồi chị đi bộ như gì sao tới? Chừng nào tới? Đi đại chứ sao, phải đi đúng 12 giờ tới 1 giờ rồi xuống tới làng luôn. Ôi. Chiều lại lên tiếp, có à. Lên bộ vậy à. Ủa mà tại sao là mình làm cả ngày luôn chứ, tại sao là trưa rồi chị bắt đầu đi làm? Trưa đi làm chứ, đứa con nhỏ nữa. À, là ý của chị là sáng đi làm, sáng chị có đi làm không? Sáng có, chiều có. À, là sáng đi, trưa về, rồi trưa đi, rồi chiều lại về. Ừ. Dạ, yeah, thì ra là vậy. Thì Vương Thưởng nói, ủa tại sao mà buổi sáng mà không làm, buổi chiều làm được buổi chiều không hả? À? Thì ở đây làm gì nó rất là lạ kỳ. Thì ra là chị sáng đi chưa về, rồi chưa đi rồi chiều lại về. Bây giờ chị có thể là chị dẫn em lên thăm gia đình của chị và ngôi nhà của chị được không? Dạ được. Rồi có trễ cái công việc của chị không? Dạ hôm sau nói lại chủ quán cũng được à. À, là chủ quán cũng tha thứ, cũng dạ, chủ quán cũng thông cảm cho mình đúng không? Dạ hiền. Chị ơi cũng hiền à dạ. Hả? Trời ơi. Chủ quán tốt bụng mà.
Thôi giờ để em vác cái bao gạo này lên cho chị luôn. Ôi ôi, cũng khá là nặng luôn cô chú anh chị. Wow, nặng không con? Không. Không hả? Wow, khỏe vậy. Nhỏ nó khỏe hơn Vuông nhiều luôn á cô chú anh chị. À, và bây giờ thì Vuông đi chung với chị. Chị chờ em đi với chị. Trời ơi đi nhanh quá chị ơi. Vuông đi mà sợ bị té xuống hố mấy cái hố này này cô chú anh chị. Có hố đâu té. Tại em vác gạo nó hơi nặng á. Trời ơi. Chị cũng vác gạo lên rẫy mà. Dạ. Chị cũng vác gạo lên rẫy mà đâu còn nặng gì đâu. À, chị vác gạo lên rẫy. Chị vác nổi không? Đã chứ sao mang gùi mà. À mang gùi hả? Có gùi chị mới vác được hả? Dạ. Còn không có gùi là chị vác không được. Đâu có vác được đâu, có gùi mới mang được chứ. Trời ơi, đồng bào thì của mình rất là lạ luôn. Chứ đâu tới nè. Đường nào? Gần tới rồi hả? Nhà đâu? À nhà trên đó hả? Dạ, có nhà tôn đó. Trời ơi. Wow. Thì một cái quá trình thì xa chờ em tí đi chứ mệt nặng quá. Không có băng da chứ băng, không da chứ băng. Tiếc quá là chị không có cái gùi. Chị đâu chị có cái gùi chị rinh phụ. Hả? Chị đâu có mang gùi. Rinh nổi không? Trời ơi. Trời ơi đứa bé, tại vì Vuông một tay vác gạo và một tay một vai rinh đồ của chú anh chị thì nó hơi khó vận chuyển và hơi khó đi tí xíu. Nhưng mà bé trai này đúng là những người mà dân miền núi á là rinh vác và đi leo núi thì khá là giỏi luôn cô chú anh chị. Trời ơi. Mình chỉ đi theo không à, mình thấy là đuối luôn á cô chú anh chị à. Chờ chờ em đi với chị. Trời ơi chị đi nhanh quá. Mình đi nhanh không có kịp luôn. Quen đã đậu rồi. Đã đậu nào rồi. Mình nghe cái tiếng chó sữa là tới nhà rồi cô chú anh chị. Đường này là không bao giờ chạy xe nổi luôn nha cô chú anh chị nha. Chỉ có người nào mà chuyên nghiệp mà sợ chuyên nghiệp cũng có chạy không nổi luôn á. Trời ơi, hai chị em chia nhau ra vác à, cô chú anh chị. Ôi, bé nhỏ kia rất là khỏe luôn nha. Thì hồi nãy mình đi ở dưới chân núi cũng gặp bé này. Và bé này cũng lúc trước cũng chỉ cho Vuông một cái hoàn cảnh. Giờ cháu này gặp ở dưới này, Vuông đi hỏi thăm từ từ á, thì cũng bé này gặp lại bé này nữa, rồi dẫn Vuông lên đây. Wow. Khỏe vậy. Trời ơi leo núi mà chạy dữ. Và có chú chó này cô chú anh chị. Ở nhà mình ở đây luôn hả chị? Dạ. Cho em thở một tí. Mệt quá. Ô sao vậy? Ủa bé không có ai giữ hả chị? Con ba nó giữ. Vậy hả? Ba đâu? Trong nhà. Kêu anh ra. Mình ngồi nói chuyện tâm sự tí xíu được không? Đi qua Sagan. Lê đi. Ôm chào anh. Trời ơi.
mặc áo vô. Chị kêu ảnh mặc áo vô chị. Ủa vậy là anh cũng hiểu cái tiếng kinh á? Hiểu nhưng mà nói không được. À nói không được hả? Nói lại không được, không hiểu. Trời ơi. Chết em à, đang quay rồi cô chú anh chị. Wow. Chân chút hả? Sao nó im đi? Nãy á là vuông đi từ cái phía đây này cô chú anh chị này. Đâu cái đường mòn của mình nãy đi là ở dưới khúc nào ta? Ừ, lút tút ngoài kia luôn. Là mình phải băng qua cái núi này, rồi mình đi vòng qua đây này cô chú anh chị. Một cái quá trình là mình đi, mình mệt quá mình cũng nói không nổi luôn cô chú anh chị. Khá là xa luôn nha. Đó. Sau cái núi này lại này. Trời ơi. Thôi. Rồi mấy đứa kia đâu? Ngủ hả? Đâu, đi chơi hết rồi. Ủa? Trên núi này mà cũng vẫn đi chơi đâu được luôn. Ờ. Đi chơi đâu? Đi bắn chim, bắn thằng lằn vậy á. À, cứ đi cường cường ở trong rừng này thôi. Ờ. Ôi ơi. Đi cũng sợ đi. Rồi sao? Hai bé đó lớn chưa chị? Dạ lớn rồi. Lớn rồi hả? Được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ một đứa 10, một đứa 8. À. Nếu mà so với chị lớn chứ mà so với em là nhỏ. Ừ. Ha chị ha, đứa 10 với đứa 8 này cũng khá là bé đi. Ý còn trong tộc. Trời ơi. Rồi anh trai chồng của chị này. Dạ. Hàng ngày mỗi ngày á làm công việc gì? Thì phát rõ, có mỗi cà phê thì đi cà phê, hái cà phê á. Dạ. Có lúc chủ thì cho tiền, có lúc chủ thì không cho tiền á. Có vậy á. Là sao? Ý là nó không biết tiếng kinh á. Chủ bao nhiêu thì nó lấy bấy nhiêu. Cho bao nhiêu lấy bao nhiêu. Nó có biết tiếng tiền đâu. Ôi tiền xuôi nhiêu không biết luôn. Ôi đi người ta đi đại nha. Vậy ha. Dạ. Nếu mà không biết tiền vậy rồi sao mà đi làm? Chứ đi chân sao nữa, ở nhà làm gì? Phải trả, trả nợ chân, tình nữa. Rồi. Ờ. Không biết tiền phải đi đại chứ. Rồi đi đại rồi ví dụ người ta lừa gạt mình luôn lừa là gạt sao? Lừa gạt thì ai đâu có biết, nó đâu có biết gì hết đâu. Cứ đi vậy à? Cứ đi thôi. Ừ. Rồi anh có đi làm chung với ai không? Có chứ, trong nhà, không đi chung với trong nhà. À là đi chung với có anh em kế bên đúng không? Dạ. Thì cũng được, nếu mà đi chung với anh em thì anh em biết về đồng tiền này kia nọ, lo cho anh này cũng được. Dạ. Rồi anh ở nhà đây là anh chỉ là phát ra mấy cái rẫy đây hả chị? Dạ. Là mấy cái rẫy này là anh tự phát hết hả? Dạ. Rồi vợ chồng chị á là tính trồng cái gì ở dưới đây? Dạ, đi tính trồng bắp. Trồng bắp. Dạ. Dạ. Thì này cũng vô mùa mưa rồi. Hình như ở đây mấy bữa giờ có mưa không chị? Bữa giờ mưa nhưng mà không làm được. Không làm được hả? Mắt nhỏ này nè. Dạ. Lúc anh đi học á, không có ai coi. Trời ơi. Bây giờ anh nó chưa đi học á, thì cho nó anh coi. Mình làm đấy nè. Trời ơi, bé nhỏ này dễ thương không cô chú anh chị? Tụi Huy sinh ra nhỏ này đâu có làm được gì đâu, thì kiếm măng thôi à. Kiếm măng phải măng nó theo nữa. Đâu có ai coi được đâu, nhỏ mà. Rồi tại sao mà... mình không có kiếm ngay chỗ nào mà đồng bằng ở dưới làng đồ á. Đâu có xuống làng đâu, ở làng đâu có nhà đâu. Chị không có nhà dưới làng không luôn? Không có nhà dưới làng luôn. Trời ơi, rồi cha mẹ của chị còn không? Còn, nhưng mà chị đâu có nhà dưới đó đâu. Dạ. Đâu có được làm nhà đâu. Đợt vậy là ba mẹ hết. Chị có ở nhà dưới làng không? Có chứ, được bà già bán hết rồi. Đâu có làng, đất đâu không làm nhà. Dạ. Bán hết luôn. Dạ. Rồi hiện tại giờ ba mẹ chị ở đâu? Ở nhà dưới đó. Ủa bán rồi mà còn ở nhà? Bán cho người ta một phần đó để cho bà làm nhà. Chứ con bây giờ đâu có lên chủ làm mà làm nhà chỉ nữa. Chỉ là bán một phần nào đó thôi. Ừ. Rồi mình cũng ấy thôi. Ừ. Dạ. Muốn làm nhà thì đâu có chủ mà làm. Mà không có tiền mà làm nhà nữa. Ăn mà chú đổ mà làm nhà. Dạ. Ừ. Ôi cái cảm giác mà em thấy mà em từ dưới mà em đi lên đây mà em thấy đuối luôn á. Chứ sao nữa. Nhưng mà một ngày là chị... À, sáng đi xuống rồi chiều đi trưa đi lên rồi đi bốn vòng luôn. Dạ, bốn vòng luôn. Ôi ôi. Rồi chị đi như vậy chị thấy mệt không? Mệt mỗi chân nữa, phải đi đại cho. Rồi. Ở nhà có gì tiền đâu mà mua gạo ăn. Dạ. Rồi hàng ngày á rồi chị ở đây chị ăn cái gì? Chị ăn cơm với canh đu đủ chị vậy thôi à. Canh đu đủ này nè. Là trái đu đủ á hả? Trái lá cũng ăn. Vậy hả? Dạ. Đâu cho em xem thử được không?
Nay bây giờ đâu có nấu canh đâu, ăn cơm không. Ăn là bữa đây ăn cơm không thôi. Dạ. Chị bữa tối kiếm canh mời bà ăn thôi. Là mấy cây đu đủ này này là chị trồng để lấy lá ăn hả chị? Dạ. Wow. Lá rồi bông là ăn được hết. Là trưa đây à, ăn cơm không lại gì? Chứ ăn cơm con với cá khô thôi. Cá khô thôi hả? Dạ. Dạ. Là cá khô đó là mình mua. Dạ mình mua. Làm phụ bán nền bán cho mình ăn. Dạ. Dạ. Thì bữa đây thì em cá khô đó, nó hết mùa á. Thì em cũng không có cầm cá khô lên cho chị. Em tiếc quá. Mà hôm nay thì em có một tí xíu phần quà. Nhà chị còn gạo nhiều không? Dạ hồi bữa mỗi tiền người ta mua gạo đó đó. À chị còn bao nhiêu ký gạo nữa? Dạ không biết ký nhiều. Dạ. Những cái từ thiện người ta cho mình. Dạ. Dạ. Có lúc thì người ta cho, có lúc thì người ta tiếc, người ta cho mình đâu. Mình dạ. Ở rể mình đâu có biết phiếu ở đó đâu nhiêu dạ, đâu. Dạ đúng rồi ạ. À. Thì ngày hôm nay này, em lên đây á là chủ yếu là em thăm gia đình của chị. Dạ. Và em có một tí xíu phần quà là gạo này. Là và cái mắm, đường, bột ngọt và chay dầu ăn nữa. Dạ. Ví dụ là mình chiên xào những cái gì đó, những cái rau rừng á mình có thể là mình luộc sơ rồi mình xào đi. Mình chiên có dầu mỡ đồ mình ăn á, đổi vị á cho nó ngon hơn nha chị nha. Dạ, buổi trưa thì đâu có giờ chiên ăn đâu. Là mấy bữa giờ không có gì ăn luôn. Dạ không. Có tiền đã mua dầu chiên, gạo mà không thèm có tiền mà mua nữa. Vậy hả? Dạ. Rồi một ngày như vậy á, chị đi làm phụ quán người ta vậy á. Rồi người ta cho chị nhiêu một ngày? Dạ 100. Một ngày 100. Dạ. Dạ. Có lúc thì cho canh ăn nữa cũng đỡ. Dạ. Dạ. Cho mình canh ăn này kia nọ. Dạ. Dạ. Rồi ở trên đây rồi mình làm rẫy này không rồi mình có làm việc gì nữa không chị? Chị biết làm rẫy này thôi, không biết làm gì dạ. Hết á. Rồi ở đây rồi mình có chăn nuôi chăn rẻ gì không? Dạ không có dê, không có bò luôn. Không dê không bò luôn. Dạ. Dạ. Còn gà này là mình nuôi tầm khoảng có bao nhiêu con? Không biết tính nữa. Không, mấy con à. Không biết tính luôn hả? Dạ. Trời ơi. Thì Vuông cũng thấy cũng đâu cũng mấy con cô chú anh chị. Thì cái này là mình nuôi là mình để ăn thịt hay là mình làm gì? Thì có lúc mình có tiền mình cúng. Đâu có ăn không đâu. À, là mình cúng gì chị? Cúng bởi bà phong tục dân tộc mà. Cái gì cũng cúng hết. Là một năm mình cúng được bao nhiêu lần? Dạ một lần thôi. Dạ một năm một lần. Mà một năm một lần là được bao nhiêu con gà? Có lúc thì 20, có lúc thì 15 con á. Trời ơi, dữ vậy? Ừ. Cúng lớn mà, cúng lớn là khoảng là hai con heo nữa. Là mình cúng ở trên này á hả? Dạ. Cái này là phong tục là cúng là cái ý nghĩa là gì chị có thể là nói rõ cho em hiểu được không? Có nghĩa phong tục giữa dân tộc á, không biết cái nghĩa cái gì đó. Mà người bà già hồi xưa thì nói cúng, chuyện cúng thì mình đâu có biết. Dạ. Ừ. Trời ơi. Thì người mẹ còn dặn thì mình biết cho, mình biết cúng kia này cúng kia nữa. Dạ. Bà già còn sống thì biết cúng cho mấy đứa em thì đâu có biết gì hết đâu. Dạ. Trời ơi. Coi này, xung quanh đây này thì cũng làm bằng ton. Làm ton hết. Và anh thì không biết nói tiếng Kinh luôn. Dạ. Rồi không biết trị giá của đồng tiền luôn. Wow. Trời ơi. Khá là tội nghiệp không cô chú anh chị. Nếu nội trên không biết bao nhiêu hết á. Tặng em biết không à. Chứ nó không biết gì hết á. Là anh không biết gì luôn. Nếu về Đà Lạt á. Tiền bao nhiêu thì trả cho em hết. Trên nội thì trên nhiêu thì nó không biết luôn. Chỉ có một mẹ em biết không à. Dạ, là những cái nợ nần và tiền bạc là nợ cái gì chị làm gì mà chị mượn nợ? Nợ gạo nè, tôn nè, tận nợ hết đó, không có tiền mua đâu. Trời ơi, vậy hiện tại giờ là chị còn nợ bao nhiêu tiền lận? Nhà quán chị Trinh hả? Chắc còn hơn 10 triệu đó. Trời ơi, mượn dữ vậy? Ừ, đây là khổ lắm mà, không có tiền gì hết đó, không có đồng tiền nào mua hết á, tận thiếu không mà. Mai chị quán chị Trinh cho, quán chị Trinh hiền á. Em thiếu cái gì Trinh cũng cho hết á. Là quán chị Trinh là bây giờ là chị xuống làm là trừ nợ dần dần á hả? Đâu.
Nó thì này là mua cà phê thì có trả, có tiền trả. Yeah. Thì nó ăn thì làm giặt thì em làm phụ. Dạ. Yeah. Là mình làm phụ là có tiền ăn uống thôi. Dạ. Yeah. Còn chủ yếu là anh. Tôi chủ yếu là tiền nợ thôi à. Dạ. Yeah. Mua cà phê thì có nhiêu thì đưa nhiêu. Chị Trinh không nói gì hết á. Chị Trinh cũng thông cảm cho gia đình em nghèo khổ mà không có tiền hết á. Mà sao không dạy cho ảnh cái tiếng tiếng Kinh? À, biết hồi nhỏ bà già nó dắt lên núi nó cũng xuống đây đâu. Là không anh biết học, chữ luôn. Anh học đó giờ là anh ở trên núi không à? Dạ. Wow. Thì má má của anh mất từ nhỏ mà, đâu có biết ba má là ai đâu. Dạ. Dì nhận nuôi. Dạ, là dẫn nuôi là ở trên núi luôn. Học đó là anh ở núi nào? Anh biết núi bên kia mà, em đâu có biết. Mà đâu. Sao mà hai vợ chồng mà lại gặp được nhau vậy? Anh ấy qua chơi đây nè, dưới làng đây. Anh ấy qua Phước Thành đó. Yeah. Xuống đi chơi, rồi gặp nhau. Dạ, yeah. Rồi gặp nhau rồi thương nhau luôn. Yeah. Rồi ưng nhau luôn rồi về làm vợ chồng luôn. Hồi giờ mà ba mẹ em đâu có cho phép đâu, không cho lấy ổng. Yeah. Em khi đánh lấy ổng. Mà tại sao mà cuối cùng là thành vợ chồng, chị có thể là tâm sự rõ cho em hiểu được không? Tại vì cái này là cũng rất rất là lạ luôn cô chú anh chị. Anh là thứ nhất là không biết về tiền, thứ hai là không biết cái tiếng Kinh, thứ ba thì đi làm thì cũng hơi khó, chỉ có làm rẫy làm rừng ở xung quanh căn nhà của mình thôi, không có đi làm xa được. Nhưng mà tại sao mà hai vợ chồng mà gặp lại được nhau mà yêu thương nhau thành vợ thành chồng, chị có thể là tâm sự cho em tí xíu được không? Dạ, vô số phận mà, gặp nhau là quen nhau, ân nhau thôi, có vậy thôi à. Dạ. Rồi mà tại sao mà hồi xưa là cha mẹ lại cấm? Cái nguyên nhân lý do tại sao chị biết không? Nguyên nhân hả? Vì ảnh hùng lắm. Ảnh hung hả? Dạ. Uống rượu ông quậy không à, chị người ta không cho phép á. Là anh này hả? Dạ. Ôi, nhiều khi em đứng đây anh quất em luôn sao? Đâu có đâu, bây giờ đâu có uống nữa. À, là anh bỏ rượu luôn rồi hả? Dạ, bỏ luôn rồi. Yeah. Uống rượu có đoàn mình được gì đâu. Yeah. Người ta giàu người ta mới uống rượu, có tiền bạc thì uống rượu chi. Yeah. Rồi anh biết hiện tại giờ em lên đây làm gì không? Anh không biết gì hết. Hả? Nói ảnh đi. Ngày hôm nay em lên đây em giúp đỡ có miếng ăn miếng uống. Mình nó nhỏ anh không nhìn. Hỏi ảnh thử. Hỏi anh thử, nói anh thử. Anh nói chị nói tiếng dân tộc của chị đó. À thôi chứ như vậy sao ngồi hiện đấy. Đó, không biết. Không biết hả? Dạ, không hồi nói nó không biết. Nét lớn hỏi... thì anh ấy nghe, thì nó nhỏ anh nó cũng nghe bây đâu. Bây giờ là hỏi anh á là em mang gạo lên đây cho anh. Anh vui không? Nhưng mà bà ra uệ chị. Đó, có vậy á. Nó tưng tưng vậy à. Tưng tưng à? Ừ. Tưng tưng vậy mà sao chị thương hay dữ ta? Ai biết chỗ sức phận, ông kia sắc đặc mà em nó có biết đâu. Vậy hả? Trời ơi! Thì mình thấy cái hình dạng tướng tá của ảnh thì cũng khá là bình thường luôn. Mà chị nói là tưng tưng thì cái này cũng hơi khó hiểu nha. Nha! Bây giờ nói để... Nói đôi nơi toàn cười không mà, ít nói lắm. Để em hỏi thử ảnh biết trị giá, mệnh giá của tiền không? Đây. Nào ấy, anh. Mấy. Chị hỏi này là nhiêu? Chị hỏi này nhiêu? À tôi nhà đỡ nhỉ. Đỡ. Anh đoán đúng là em cho anh luôn. Đỡ khác nữa cô. Một ngày. Wow, vậy là hay. Còn cái này. Không biết. Không biết nữa. Không biết luôn hả? Dạ. Chỉ biết 1.000 thôi. Dạ. Ôi ôi. Lê lê anh nó có biết đâu. Anh tính từng tờ một không à? Vậy cái này? 10.000. 10.000. Wow, vậy vậy cũng biết 10.000 này cô chú anh chị. Còn cái này? Ta đỡ cô. Đỡ hả? 20. 20. Wow. Wow wow wow. Đúng rồi. Anh đoán đúng là em cho anh luôn. Còn mà anh đoán sai là em lấy lại nha. Còn cái tờ này là nhiêu này? 100. Wow, vậy là anh biết tiền mà. Biết nhưng mà tiền lẻ lẻ thì anh không. Còn cái biết tờ giấy này? 200. 200. Phải không? Suy nghĩ kỹ lại nha. 200. Ủa vậy là anh biết tiền mà. Biết nhưng mà tiền lẻ lẻ nhiều quá anh không biết đếm. 24 này.
Tiền trắng thì biết nhưng mà tiền lẻ 20. Mà tờ này là tờ này ảnh không biết luôn cô chú anh chị. Tờ này là nhiêu này? 2000. Vậy mà nói là nãy không biết. Biết nhưng mà tiền lẻ lấy nhiều quá anh không biết đếm. À vậy hả? Bây giờ anh giả đền thử đếm thử hết cái này là nhiêu tiền vậy? Không biết đó. Không biết luôn hả? Ừ. Trời ơi. Vậy đâu có nói nấu đâu, thiệt mà. Ngày hôm nay thì Vuông cũng lên đây thăm gia đình. Anh có biết cái tiếng kinh của em không? Anh nghe em nói không? Nghe. Nghe ha. Mà anh hiểu không? Hiểu. Trả lời không được. Hả? Trả lời không được. Anh nói cái gì? Trả lời không được nữa. Nói à, trả lời gì? Không được hả? Trả lời không được. Dạ. Là anh hiểu mà anh trả lời không được. Anh nói không được. Ừ. Trời ơi. Khá là tội nghiệp luôn cô chú anh chị. Thì ở đây là một đôi vợ chồng trẻ. Anh được nhiêu tuổi rồi chị? Không biết, xin anh ấy 92 ạ. 92, 92 là 32 tuổi. 31 tuổi. Còn chị? 93. 93. Dạ. 92, 93, 31, 90. À. Wow, thì 31, 90 thì đôi vợ chồng trẻ thì cũng lớn hơn Vuông cũng 1 tuổi đến 2 tuổi thôi cô chú anh chị. Thì cũng khá là trẻ nhưng mà ở trên một cái đỉnh núi rất là cao luôn này cô chú anh chị. Thì mình cũng rất là tò mò mà mình lên đây mình hỏi chị thì chị cũng nói là một điều là không có đủ điều kiện mà mình sống ở dưới làng và cũng không có ngôi nhà nào ở dưới làng hết cô chú anh chị. Thì cái làng đây này cô chú anh chị, bây giờ mình sẽ phóng to ra nha. Đây này, đây là một cái làng này cô chú anh chị, khá là xa. Đó, là cái phía có mấy cô ngôi nhà, cái đó là làng. Còn ở đây là trên một cái đỉnh núi khá là xa luôn cô chú anh chị và khá là cao luôn. Thì ngày hôm nay là có một cô ở Tiền Giang tài trợ cho gia đình mình đó là 300 ngàn. Và chị Ho Hồng ở Úc 300 ngàn nữa là 600 ngàn nha chị nha. Và em mua hết là gạo và những cái gia vị 265 ngàn. Thì còn lại là 335 ngàn. Là tổng cộng là 600 ngàn nha chị nha. Em gửi chị để cho chị trang trải cuộc sống và lo cho gia đình nha chị nha. Thì chị có một cái lời nào mà nói với là cô Thảo ở Tiền Giang với lại chị Ho Hồng ở Úc không chị? Không biết nói gì hết, chị nói cảm ơn. Cảm ơn đã giúp đỡ cho chị. Thì Vuông con cũng cảm ơn cô Thảo ở Tiền Giang và chị ở Úc, chị Ho Hồng ở Úc. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị thì cũng giúp đỡ cho bà con vùng núi và những cái miếng ăn khó khăn qua ngày. Thì con cũng thay mặt gia đình của anh chị và cảm ơn cô Thảo rất là nhiều và chị Ho Hồng ở Úc rất là nhiều. Con cô bác ở trên này thì cũng không có biết nói chuyện nhiều với cô chú anh chị. Thì Vuông cô chú anh chị cũng thông cảm cho gia đình anh chị và cũng thông cảm cho Vuông nha cô chú anh chị nha. Thì chị ơi cho em đi xung quanh cái ngôi nhà mình tí xíu nha. Dạ được. Trời ơi thì mình sẽ đi xung quanh này. Thì ủa đây là cái con chim nhà mình luôn hả chị? Dạ. Trời ơi có một con chim này cô chú anh chị. Và ngôi nhà xung quanh đây là bằng tôn. Cái này là tôn này là mình mượn người ta mình xây lên hả chị? Dạ. Dạ. Trời ơi xung quanh đây là chỉ là tôn thôi cô chú anh chị. Còn đây là một cái sàn này. Cũng đóng rất bài bản và tôn này cũng cái mít nhà thì cũng khá là cũng được đó cô chú anh chị. Nhưng mà vợ chồng trẻ thì phải sống trên đỉnh núi này. Và lên trên kia là có một cái đỉnh núi cao hơn nữa. Mà mình thấy là mình đi lên đây thì cũng khá là mệt rồi. Thì chắc là bây giờ thì Vuông cũng xin phép khép lại cái video. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị và quý vị Mạnh Hồng Quân đã theo dõi cái video của Vuông. Và Vuông cũng chúc cô chú anh chị và quý vị Mạnh Hồng Quân cũng dồi dào sức khỏe và sống hạnh phúc trong gia đình và bình an trong cuộc sống.
Thì thôi là em về luôn nha anh chị nha. Em về luôn nha anh nha. Dạ. Trời ơi. Thì bây giờ Vương xin khép lại cái video. Và hãy để lấy cho Vương một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ nha. Để Vương có thể là leo núi, giúp đỡ bà con vùng núi và tất cả mọi người ở trên đây. Thì bây giờ xin bye bye cô chú anh chị.